chào các bạn, đây là con Sibo 206 nha. Rất là tuyệt vời không? Đây hiện đang nó nằm ở quê. Thì chạy Sibo mà không nghe tiếng bô thì uổng lắm. Đây tiếng bô đang đổ phối nha. Con Sibo thì cũng mình nhớ bạn. Biển gỡ số gỡ ra rồi nha, vài bữa là có biển lắp vô nha. Vậy vệ sinh xong xuôi hết rồi lắp Sibo biển số lại nha. Đây nghe tiếng bô hết rồi. Cái con Sibo là zin nha các bạn. Các bạn thấy không, thường chưa dặm cốt gì hết, còn zin nguyên si. Chạy Sibo mà các bạn không nghe tiếng bô thì uổng lắm đó. Có Sibo thơm quá. Sibo này đang ngoài đồng. Đó các bạn thấy không, Sibo về ruộng nha, Sibo về đồng nha. Ở đồng thì không có ai có Sibo đâu. Sibo rất là hiếm ngoài đồng nha, Sibo hôm nay về đồng. Đây, nghe tiếng bô nổ. Đó các bạn nghe tiếng bô nổ, Sibo nổ chưa? Cho nổ luôn. Mà đậu tại chỗ còn nóng lắm các bạn. Rồi để vài bữa sẽ review kỹ cái con này hơn các bạn. Các bạn nhớ đón xem cái video của mình nha. Đây là cái video khởi đầu thôi, sau này sẽ review kỹ hơn. Nghe tiếng bô cái coi.